Hello cả nhà yêu. Hôm nay mình tìm được cái món mới này. Đây là món tôm chua của Huế đấy. Mình đặt từ Huế về. Món đặc biệt này. Các bạn nhìn này. Đấy, ở trong hũ này là 1 ký nhé. Các bạn nhìn ngon không? Đeo riềng. Tôm này. Một hũ 1 ký. Quá ngon luôn các bạn. Mình sẽ ăn với cơm này. Món đặc biệt này. Các bạn không ăn nhá. Đấy. Tôm chua của Huế nhá. Quá là ngon luôn các bạn. Mời các bạn ăn nhá. Đây là món thịt ba chỉ này. Rau cháy cạnh để mình ăn với cơm ấy. Đây là rau muống luộc. Canh sấu nhá, canh sấu. Rồi. Mời cả nhà cùng ăn nhá. Nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Thank you.